Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Chiều ngày mùng 6 tháng 6, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông cáo về nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 với 465 trên 467 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội. Với việc bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Hiện Quốc hội có 4 phó chủ tịch là các ông Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và bà Nguyễn Thị Thành, chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn. Ngoài ra, với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp với việc bổ nhiệm này, hiện nay chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và bốn phó Thủ tướng là các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Thành Long. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 6, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng với kết quả 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Như vậy, với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ Công an còn có 4 tứ trưởng là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Nguyễn Văn Long. Cũng theo nghị trình, trong chiều cùng ngày, Quốc hội đã xem xét phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với tân Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Quốc hội đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử với 455 trên 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội bà Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sinh ngày mùng 10 tháng 2 năm 1967. Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Thành phần gia đình xuất thân: bần nông. Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: sinh viên trường Đoàn Trung ương. Ngày được tuyển dụng: ngày mùng 1 tháng 11 năm 1988. Ngày vào Đảng: ngày mùng 5 tháng 9 năm 1988. Ngày chính thức: ngày mùng 5 tháng 9 năm 1989. Trình độ đào tạo: giáo dục phổ thông 12 trên 12, học hàm học vị cao nhất, thạc sĩ quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị, cử nhân chính trị, được khen thưởng, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huân chương đại đoàn kết dân tộc, huy chương vì thế hệ trẻ, huy chương vì sự nghiệp dân vận và nhiều huy chương của các ngành đoàn thể khác. Là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thị Thanh. Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 5 năm 1992, cán bộ chuyên trách, ủy viên Ban Thường vụ thị Đoàn Ninh Bình. Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã. Từ ngày 15 tháng 5 năm 1992 đến tháng 10 năm 1992, Phó Văn phòng tỉnh Đoàn Ninh Bình. Từ ngày 10 tháng 10 năm 1992 đến tháng 11 năm 1993, Thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng ban Phong trào thanh niên tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Từ tháng 12 năm 1993 đến tháng 7 năm 1996, thường vụ tỉnh đoàn, tránh văn phòng tỉnh đoàn, ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, ủy viên ban chấp hành hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 2000, phó bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội đồng đội tỉnh, ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, ủy viên ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh. Từ tháng 3 năm 2000 đến ngày 14 tháng 7 năm 2005, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Từ ngày 15 tháng 7 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2006 đến ngày 15 tháng 7 năm 2007, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh. Từ ngày 16 tháng 7 năm 2007 Đến tháng 8 năm 2009, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ tháng 1 năm 2011 đến ngày 22 tháng 7 năm 2011, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ ngày 21 tháng 7 năm 2011 đến ngày 8 tháng 1 năm 2012, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Từ ngày 9 tháng 1 năm 2012 đến ngày 4 tháng 8 năm 2013, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Yên Khánh. Từ ngày mùng 5 tháng 8 năm 2013 đến ngày 26 tháng 1 năm 2016, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 27 tháng 1 năm 2016 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 Đến tháng 4 năm 2021, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, phó trưởng Ban Thường trực Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban công tác đại biểu, phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc, Phó chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, bà Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiều mùng 6 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp. Ông Lê Thành Long sinh ngày 23 tháng 9 năm 1963. Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dân tộc Kinh, tôn giáo không. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Chức vụ: Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 8 năm 1982 đến ngày 31 tháng 8 năm 1987, học cử nhân luật tại Đại học Tổng hợp Azerbaijan, Liên Xô cũ. Từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 11 năm 1990, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Từ tháng 12 năm 1990

Chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 10 năm 1999, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 3 năm 2003, học Tiến sĩ luật tại Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản. Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 12 năm 2008, chuyên viên. Từ tháng 1 năm 2004 là chuyên viên chính vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp từ tháng 6 năm 2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tư pháp, từ tháng 12 năm 2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ tháng 3 năm 2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp. Từ tháng 9 năm 2010 là Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Tư pháp Nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2011 đến ngày 1 tháng 7 năm 2012, kiêm vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Từ tháng 1 năm 2016, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ ngày 9 tháng 4 năm 2016, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 14 và khóa 15. Từ ngày 18 tháng 8 năm 2016, kiêm giữ chức ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019, kiêm giữ chức ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, được Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Với 468 trên 469 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Chiều mùng 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965, quê quán, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân luật, an ninh, lý luận chính trị, cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Đồng chí từng được trao tặng những phần thưởng cao quý, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, bốn huân chương, huy chương của nhà nước Lào, gồm huân chương tự do hạng 3, huân chương hữu nghị, huân chương anh dũng hạng nhất, huy chương hữu nghị. Tân Bộ trưởng Bộ Công an đã trải qua nhiều cương vị công tác. Phó trưởng phòng, Cục An ninh Kinh tế, Tổng Cục An ninh Bộ Công an. Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Tổng Cục An ninh 2, Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010, đồng chí được bổ nhiệm Cục trưởng Phó Tránh Văn phòng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng tháng 11 năm 2014. Từ tháng 9 năm 2017 là Tránh Văn phòng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2019, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tháng 5 năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 1 năm 2020. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng tháng 1 năm 2019. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được thăng cấp bậc hàm thượng tướng tháng 1 năm 2022. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.